để bình tĩnh 3 giây rồi, để coi mất bình tĩnh nha. 1 2 3. Từ từ, mất bình tĩnh. Vô. Mày chết với tao nè. Mày chết với tao nè. Mày chết với tao nè. Mày định chết rồi. Đó luôn rồi đó. Rồi, rồi nó im rồi đó. Đó nó im rồi nha các bạn. Mày chết với tao nè. Đi đi nhúc nhích nhúc nhích. Mày nói đâu đây là nhúc nhích đi, nhúc nhích nhúc nhích. Im đi. Nhúc nhích quá sao dám ăn. Mày nhích đầu cho im đi. Rất thơm mùi dừa luôn á. Càng ăn mày nói đây hả? Quy dân ra chảy nước mắt luôn rồi. Quy ơi. Ngồi bén ngồi bén. Hai, Cảnh chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Cảnh sẽ làm một món ăn nữa mọi người, đó là đun dừa tắm nước mắm mọi người. Tại vì món này Cảnh cũng chưa ăn bao giờ mọi người. Tại nãy lúc mua về mọi người, Cảnh thấy bò nhúc nhúc ớn quá mọi người. Không biết để chút nữa làm có ăn có dám ăn hay không. Đây giờ Cảnh quay cho mọi người xem mấy con đun dừa nha mọi người. Em nào nấy ú lù luôn mọi người. Đây nè mọi người. Đây. Đây, ok, Cảnh bóc lên cho mọi người. Đây, thấy ảnh bò nhúc nhích. Đây mọi người. Đi cầm lên mà thôi mà đã ớn rồi mọi người. Mà không biết chút nữa làm có dám ăn hay không là mấy quan trọng. Tại món này Cảnh cũng thấy ở nhà hàng người ta bán mấy món này mọi người. Mà gặp mấy anh mấy chị mấy cô chú rồi ăn là ngon lắm. Nên Cảnh cũng tò mò là mua về thử làm ăn thử coi có ngon hay không. Còn dưới đây nè mọi người, Cảnh mua tới 20 con rồi. Tại đun dừa này là người ta bán con nha mọi người, chứ là không phải là bán ký. Ôi, Cảnh coi nè. Ngoại ớn quá mọi người. Ớn quá. Bây giờ Cảnh sẽ bắt mấy em này ra, Cảnh sẽ rửa sạch sẽ, rồi Cảnh làm và chén tô nước mắm ớt để cho mấy ảnh vô ảnh tắm sạch sẽ cái mình thưởng thức nha mọi người. Để coi có dám ăn hay không. Nhóc Trạng nó cũng ớt lắm mọi người, anh Hai Toàn cũng ớt lắm. Để chút nữa coi hai người coi có dám ăn hay không nha. Giờ Cảnh cũng đã rửa rồi mọi người, và Cảnh sẽ ngâm một ít muối vô cho nó sạch nha mọi người. Xong rồi ngâm khoảng chừng 5 phút sau Cảnh sẽ đổ ra, Cảnh sẽ ngâm lại dưới rượu mình ngâm nha mọi người. Đây, giờ mình Cảnh sẽ đổ cho ba muối vô, khoảng chừng 5 phút sau Cảnh sẽ rửa lại, rồi Cảnh sẽ ngâm dưới rượu trắng của mình khoảng 10 phút nữa mình cho nó sạch đó mọi người. Mình mới ăn nha mọi người. Đây, mình ngâm bá này cho nó tê vô. Hết bà chất dơ nó ra. Cái món này cũng là lần đầu tiên Cảnh làm ăn luôn mọi người. Nhìn nó sợ sợ sao mọi người. Không biết có ăn cái ăn có được hay không. Ngồi cứ bò, nó bò nhúc. Đáng sợ quá. Nhưng mà sao Cảnh cũng nghe người nói là mình ngon lắm. Mà không biết ăn sẽ ngon như thế nào. Nhìn nó sợ sợ làm sao á. Dạ. Trời, cái răng nó kẹp. Hết hồn. Ui. Yes. Chú trời. Giờ chạy cho khoảng 5 phút sau Cảnh sẽ cho ba cái rượu trắng vô nha mọi người. Tại vì Cảnh cũng có tham khảo trên mấy cái clip của anh chị cách sơ chế món đun dừa này nè, để cho nó sạch đó. Thì Cảnh cũng thấy có ngâm rượu, ngâm muối cho nó nhả hết ba chất dơ ra. Rồi mấy ngâm với nước mắm. Nếu có mình mới dùng được. Sao mà thấy nghe trong người nó khó chịu quá ta. Món này chưa ăn bao giờ nghe ớn sao đó.
Để giờ về cho mấy em tắm với nước muối khoảng 5 phút đi, rồi cảnh sẽ quay trở lại là làm ngâm rượu. À, giờ trong thời gian chờ đợi mấy em vừa đi tắm, cái cảnh sẽ làm là cái chén nước mắm ớt mọi người, để chút thả cho mấy em vô, cho mấy em bơi lội trong đây nữa. Cảm giác bây giờ nó thấy cho sao sao mọi người, dạng như đang sợ á. Không biết ăn gan nó ra sao đây, mà thấy giờ ngâm từ nãy giờ đâu hai ba lọ nước mọi người, nước lạnh ngâm hết 15 phút rồi, xong tới ngâm nước muối. Bây giờ mấy em cũng vẫn còn bò. Để vậy cảnh thể ngâm thêm 10 phút rượu đế nữa coi anh còn bò không nha. Để ớt vô cho nhiều vô ăn cho nó cái cay cay cho nó đỡ ớn đỡ sợ mọi người. Rồi cho mấy em qua. Rồi giờ cảnh sẽ đem đi xả nước xa sạch lại mọi người. Rồi cảnh sẽ ngâm thêm rượu khoảng 5 phút nữa mọi người. Nè mọi người, ngâm từ nãy giờ rất là lâu luôn mọi người, mà mấy em vô trong nước mắm không xin dê gì hết, vẫn còn bò nhúc nhích. Còn đây nè mọi người, tại vì mới để vô 5 con thôi, ớn quá không biết có ăn được hay không. Nhìn mấy em bò mà trong lòng nó nôn nao sợ sao mọi người ơi. quá trời quá đất ớn rồi. Xem nó bò hoài, nó không có nằm im. Vì sao mà dám ăn đây? Đúng, thử thách món này không dễ chút nào. Thôi giờ rồi, cảnh muốn thả cho mấy con đuông dừa vô luôn mọi người. Giờ bò nhúc nhích luôn, ớn quá mọi người. Thả gì? Lần đầu tiên ăn mấy em này nghe nó rùng rợn rợn sao đó mọi người. Thôi trước tiên giờ để cho 5 con vô đi, chứ giờ nhìn mấy em bò hoài ớn quá. Cha ơi, sao bọn bò hoài nó không chết ta. Quá ớn mọi người. Lật đi. Còn con nó thôi đâu. Mày rồi. Đó lần đầu tiên đúng thưởng thức nha mọi người. Đây con rồi. Dạ. Ôi. Trời ơi, phải không? Đừng vũ nha. Chơi vũ đừng vũ nha. Rồi, đâu. Nghe nhóc chạy ăn ra thấy thèm quá mọi người, để rồi ta cảnh làm thử con nha mọi người. Có vụ không? Không vụ không ăn. Chơi là chơi thẳng chứ không có vụ. Đừng có quay xa, quay lên quay xuống, đừng quay xa. Để ngồi ngay tại chỗ rồi quay lên quay xuống. Anh chỉ coi cái nói cái gì là cũng quay theo chỗ đó. Giờ cảnh cũng làm thử con nha mọi người. Có vụ không? Không. Thiệt, bao em là khó ăn nhất á. Thiệt, ăn đi, bỏ hỏng đi, bình thường gì đâu, có gì đâu. Bình thường mà, cái mùi kìa mà chứ. Cắn con rồi. Sao không nhúc nhích? Cắn rồi nó. Em không dám bắt. Con sao chết ngắt em bắt cho mà coi.
Ăn được không? Được, em ăn nữa. Sao? Cái gì vậy? Ăn được không? Không cần nhắm mắt đâu. Anh thiệt, anh nói nghe, anh lên đây ăn thử đi. Có gì? Có đâu? Có gì anh chịu trách nhiệm. Ăn được không? Có được em ăn cho. Mình thương hả? Cảnh mời mọi người kìa. Bọt cắn. Tèm tèm nó bò nhét vậy bò bé tèm đâu đó kìa nó nhúc nhích tìm để bình tĩnh 2 giây rồi để coi mất bình tĩnh nha. 1 2 3 từ từ mất bình tĩnh. Vô mày chết chứ tao nè, mày chết chứ tao nè. Mày chết chứ tao nè, mày định chết rồi. Đó thùng rồi đó. Rồi rồi đấy, im rồi đó. Đó nó còn im ơi. Im ơi. Mày chết chứ tao nè. Đi đi nhúc nhúc nhích rồi. Mày nói là mày là nhúc nhích đi. Nhúc nhích nhúc nhích. Im đi. Nhúc nhích quá sao dám ăn. Rất thơm mùa dừa luôn á. Càng ăn mày có nè hả? Quy dân ca chảy nước mắt luôn không Quy ơi? Ngồi bén, ngồi bén. Anh bằng mọi người nha. Mời nó đi 3 lần rồi. Im. Mời nó đi 3 lần mà chú ăn được con nào. Im coi. Lấy bình tĩnh đi. Có gì đâu, bình thường mà. Ngon. Ngon. Quá đã. Cái gì nó béo. Béo. Rất là béo luôn. Béo nghe mùi dừa mọi người. Đúng rồi, nghe mùi dừa. Bình thường mà, ngon mà. Ngon. Có lý rồi hả? Ngon thiệt mọi người. Ngon thiệt. Ủa, vậy không sao mọi người. Nhóc chàng ăn rồi, còn được mà đừng nói gì. Lâm lâm chú mọi người. Ngon ngon ngon. Thôi, lần này cánh mọi người thiệt nha. Bây giờ hơi sợ sợ. Không, nó ngon thiệt mọi người. Ở trong nó béo ngậy luôn mọi người. Đây, đây ăn, bỏ cái đầu ra mọi người. Béo. Ngon mọi người. Rất là thơm béo. Thôi. Tại nãy là cảnh xài ăn không được, cảnh chừa lại bây giờ cảnh cho vô hết luôn mọi người. Ngon quá. Nó đâu có nghe mùi gì đâu. Rồi, cho em vô luôn. Trời ơi đã. Lần đầu tiên ăn thì nó sợ ngon. Mà ăn lúc mới ca chuẩn bị ăn con đầu tiên á, rất là sợ. Mà ăn được rồi rất là ngon. Chàng, nhóc chàng ăn thử đầu tiên trước luôn nha. Ngon ngon, có lý có lý. Quá tuyệt vời. Lại đi, em phải ăn lại. Ngon lắm. Bước lại con nó coi. Quá đã. Đây, mình giờ tém ra em này cái coi. Ngon nó béo ngon lắm. Rồi, anh mời mọi người nha. Béo. Đã. Rồi, em chàng ăn đi. Ngon quá. Quá đã. Lần đầu tiên ăn cái món này là mua. Béo. Anh ba sợ đây à? Anh ba sĩ ơi. Ngon lắm, béo ngon, ngon. Béo ngậy luôn nha. Con lươn dừa nha. Quá đã luôn mọi người. Nãy giờ cảnh của Mala lần đầu á, mới ăn vậy nó sợ sợ thiệt. Ăn vô ra ngon lắm mọi người. Ăn như cá dừa luôn á. Béo rất là béo luôn, ngon. Nó không có mùi vị gì hết nha, mà có cái vị béo của dừa. Rất là ngon. Mới có 2 ngày như đây đó.
Rồi, cảnh kết thúc video đây mọi người. Video cảnh ra quay nãy giờ cũng khá dài mọi người. Mọi người có xem video cảnh thì có mến kênh của cảnh thì cho cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em cảnh nha. Để anh em cảnh có nhiều động lực hơn, làm nhiều video càng thú vị hơn. Thôi, giờ cảnh với giúp chàng chào mọi người nha. Rồi, cảnh chào luôn mọi người nha.